Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đan áo len dài tay cho bé gái. Có phần hai túi hai bên này. Ở đây mình đan cho bé từ độ tuổi từ 1 đến 3 tuổi. Đầu tiên là cái da phần dài áo của mình. Dài áo mình tính từ cái phần vai đi xuống phần chỗ gấu áo là 36 cm. Còn phần rộng áo mình chỉ đo mình đây ngang đây. Rộng áo là 34. Nếu như mình tính cả cái vòng của vòng áo luôn á là 68 cm. Phần dài tay mình đo từ cái phần trên vai xuống là 28 cm. Để chuẩn bị đan áo, các bạn chuẩn bị cho mình 3 cuộn len miêu. Nếu như các bạn đan cho bé 1 tuổi thì mình chỉ cần 2 cuộn len miêu, nhưng mà 2 cuộn len miêu là mình đủ cái phần còn thiếu một tay đó. Một tay là mình phải thêm một cuộn nữa. Thêm một phần của một cuộn này nữa thôi. Còn các bạn đan cho bé lớn hơn thì mình có thể dùng hết cả 3 cuộn. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng kim đan 4.5 mm. Nếu như các bạn dùng kim dòng giống như mình á thì kim dòng này là kim dòng số 7. Ở đây mình có 5 cái que đan hai đầu để khi mà mình sử dụng mình để giữ mũi cho cái phần vai áo và cái phần túi áo. Các bạn chuẩn bị tiếp cho mình một kim móc 3.0 mm. Nếu không có 3.0 các bạn có thể dùng 3.5 hoặc 2.5 cũng được. Cái này mình chỉ dùng để chiết chiết mũi cái phần phần vai áo, phần mũi chiết ngang nách, hoặc là các bạn có thể móc lên để mình làm cái phần túi. Tiếp theo là mình sẽ có 5 cái kim đánh dấu. Kim đánh dấu này mình dùng để nên đánh dấu cái phần mà các bạn sẽ làm cái phi áo. Một kéo, một kim khâu. Nút ở đây mình sẽ làm 5 nút. Các bạn chọn cái loại nút mà khoảng cái đường kính nó khoảng 1 cm. Các bạn có thể làm 4 nút hoặc 5 nút tùy theo. Tùy cái này là phần tùy theo, tại vì mình làm cái này mình dùng kim móc. Mình sẽ làm móc luôn cái phần phần nút ba phần cái phần móc len nó bao bọc ở ngoài phần nút, cho nên mình chọn nút nhỏ. Còn nếu như các bạn muốn không có móc cái phần cái nút thì mình có thể mua cái nút to gì gắn vô luôn. Một cái thước dây. Trước khi mà các bạn bắt tay vào đan á, thì các bạn hãy xem cái clip của cái phần chú thích trên video của mình. Nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy mũi để đan những cái áo mà có size nhỏ hơn hoặc là size lớn hơn, tùy theo cái kích cỡ của người mặc, cái mẫu bạn muốn làm. Còn bây giờ mình nếu như các bạn có muốn đan theo cái mẫu của mình luôn, thì các bạn đầu tiên mình sẽ gầy 66 mũi. Lúc mình gầy mũi nè, mình chừa cái sợi len nó dài ra để khi mà mình đan xong cái phần thân sau này, mình đã sẽ đan thân sau trước, chừa sợi dây dài đó mình sẽ may khâu lại hai cái mảnh áo vào với nhau luôn, mình không dùng sợi dây khác. Nếu như các bạn mà lỡ chừa ngắn quá thì mình có thể khi đan xong mình giấu mũi, mình dùng sợi len khác để mình khâu hai cái mảnh áo vào. Các bạn gầy cho mình 66 mũi.
Sau khi gài mũi xong thì mình sẽ bắt đầu hàng số 1. Ở đây mình lúc nào mình đang mình cũng hàng số 1 mình cũng tính được cái hàng là ở cái mặt phải. Còn hàng số 2, hàng chẵn mình sẽ tính là mặt trái. Các hàng lẻ mình sẽ tính là mặt phải. Đầu tiên mình sẽ đan một lên, một xuống, một lên. Cái phần lai áo này mình sẽ đan 6 hàng, một xuống, một lên. Ở trong cái clip nha, hướng dẫn đan áo này thì các bạn chỉ cần biết cho mình nè các cái mũi căn bản, mũi lên, mũi xuống, chập mũi bên trái, chập mũi bên phải, và cái phần thêm mũi thì mình ký hiệu là chữ M. Khi mà mình đang mũi lên mũi xuống này á thì lúc cái mũi nào mà ở xuống ở mặt phải thì nó sẽ là mũi lên ở mặt trái, còn cái mũi lên thì nó sẽ ngược lại. Khi các bạn quay lại mặt phải thì mặt trái thì mình gặp mũi lên, mình đang mũi lên, gặp mũi xuống thì mình cứ việc đang mũi xuống. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào mà các bạn đếm từ cái hàng gầy mũi cho đến khi đủ 6 hàng thì chúng ta ngưng, sẽ không đan một lên một xuống nữa, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển qua cái phần hoa văn chính của áo. Khi mà mình đang mũi lên mũi xuống này á thì lúc cái mũi nào mà ở xuống ở mặt phải thì nó sẽ là mũi lên ở mặt trái, còn cái mũi lên thì nó sẽ ngược lại. Khi các bạn quay lại mặt phải thì mặt trái thì mình gặp mũi lên, mình đang mũi lên, gặp mũi xuống thì mình cứ việc đang mũi xuống. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến khi nào mà các bạn đếm từ cái hàng gầy mũi cho đến khi đủ 6 hàng thì chúng ta ngưng, sẽ không đan một lên một xuống nữa, nhưng mà chúng ta sẽ chuyển qua cái phần hoa văn chính của áo. Các bạn nhìn xem, kiểm tra lại sau khi mình đang đã được 2 hàng thì cái sản phẩm nó sẽ như thế này: một lên một xuống, một lên một xuống. Thì các bạn cứ lặp lại tương tự, hàng chẵn hay hàng lẻ gì khi mà mình gặp mũi xuống thì nó ra một cái bính như thế này, còn mũi lên thì nó sẽ có cái lằn dắt ngang. Các bạn cứ việc gặp xuống, gặp lên, đang lên. Cho dù là mặt trái hay mặt phải mình cũng không cần phân biệt. Như vậy nó sẽ làm cho cái phần lay áo nó có cái độ bo hơn. Các bạn đang cho mình thêm 4 hàng nữa nha. Mình đã đan xong 6 cái hàng mũi lên mũi xuống. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đan cái phần lên cái phần thân áo. Mình xin nói trước là thường bình thường á, khi mà mình đan hay là mình may mặc cũng vậy, thì mình cái phần thân sau á, mình sẽ dài hơn cái phần thân trước là khoảng từ 2 đến 3 cm. Mấy các bé thì mình lấy khoảng 2 cm là được.
Còn nếu như các bạn đang cho áo người lớn thì cái phần vai mình sẽ của thằng sau á sẽ lên tới 3 cm. Như vậy cái phần áo thằng sau này á là 36 cm, mình cộng thêm 2 cm nữa là các bạn phải đang đủ cho mình 38 cm. Bây giờ bắt đầu mình đan cái phần hoa văn chính của cái áo, đó là đan cái mũi lượn sóng. Mũi lượn sóng ở đây cũng rất là đơn giản, mặt mặt trái mặt phải các bạn đều đan mũi xuống. Mình đã đan xong 6 cái hàng mỗi lần mỗi số. Sau khi đã đan xong hàng 7 mặt phải thì mình sẽ quay lại hàng 8 mặt trái này, mình cũng đan mỗi xuống toàn bộ. Tiếp tục các hàng còn lại mình cũng đều đan mũi ca hết. Khi mình đan cái mũi xuống này, cái phần hoa văn lượn sóng này, thì khi mà các bạn đếm hàng á thì cứ cứ việc là mình thấy một đường lượn sóng như vậy là mình tính hai hàng. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cái phần hoa văn lượn sóng này cho các bạn, từ cái hàng số 10 trở lên cái hàng 82 thì các bạn cứ đan mũi xuống hết cho mình, kể cả mặt trái và mặt phải. Bây giờ mình sẽ dùng thước kiểm tra cái phần thân áo của mình. Bây giờ đã được 22 cm, vì là mình đã được đi được 3 phần 5, hơn 3 phần 5 của cái phần chiều dài thân áo. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chiết cái phần nách này. Đầu tiên mình sẽ chiết 4 mũi ngang. Ở trên đây mình sẽ ký hiệu là bias BO, đó là mình chiết ngang, chiết kết thúc. Các bạn vừa đan vừa chiết luôn. Khi được thêm 2 cm thì mình bắt đầu chiết. Như vậy là mình bắt đầu của cái phần hàng 83 này. Mình ghi cái số hàng để cho các bạn dễ làm hơn. Như vậy là mình đã chiết được 4 mũi. Tiếp theo các bạn cứ đan ca hết hàng cho mình.
Bây giờ mình sẽ chiết cái phần nách mà ở bên trái. Lúc nãy là mình đã chiết 4 mũi ngang ở bên phải. Bây giờ mình sẽ chiết nách chiết bên trái. Vì cái hàng ở bên mình ở bên trái này mình không thể nào mà mình chiết ở cái hàng lẻ mặt phải này được, cho nên mình phải buộc lòng mình phải chiết ở cái mặt trái. Chỉ cái duy nhất cái hàng này chiết ngang, mình chỉ chiết ở mặt trái thôi, còn các hàng còn lại đó các bạn sẽ chiết song song với cái nách bên phải bên đây. Cái này là phần này là mình vừa đang vừa chiết, cho nên đây mình chiết được một mũi, mình chiết tương tự cho nên cái nách ở bên phải vậy đó, 2 mũi. Sau khi chiết xong thì mình sẽ đan ca hết. Bây giờ quay lại hàng 80 85. 85 thì mình sẽ đan ca 1. Mình sẽ giảm 2 mũi liên tiếp. Ở đây giảm bên cái mép rìa, cái mép rìa bên phải thì mình sẽ sử dụng mũi giảm mũi phải, mình có ghi ký hiệu là SSK. SSK ở đây có nghĩa là clip clip, K ở đây là đang súng, cho nên khi mình dời 2 mũi clip này qua clip clip rồi mình sẽ đan 1 mũi súng. Tiếp theo các bạn đan tiếp cho mình đến khi mà trên kim còn 5 mũi ở phía bên trái. Bây giờ mình đã đan xong K48. Rồi tiếp theo mình còn 5 mũi trên kim bên trái thì mình sẽ sử dụng cái mép rìa nó ở bên trái, thì mình sẽ sử dụng K2TOG. Khi mà mình giảm cổ hoặc là giảm nách hay là giảm của phần tay đi chăng nữa thì các bạn ở cứ mép phải thì mình cứ giảm mũi dọc phải là SSK, còn giảm ở bên mép trái thì là K2TOG. Mình cũng giảm như bên bên mép bên phải 2 mũi. Các bạn dùng kim đan bên phải là mình xuyên qua hai cái mũi luôn, 2 mũi của trên kim trái á. Lặp lại một lần nữa. Đan K1. Lúc nãy mình quên giải thích với các bạn á, là khi mình đang có sau mình sau khi đang xong á, thành phẩm á, thì mình phải khâu ráp cái giữa phần tay và phần nách, hoặc là các bạn ở phần cổ cũng vậy đó. Nếu như mình làm nẹp hay không có nẹp gì, mình giảm lúc nào mình giảm mũi mình cũng chừa 1 mũi ca bên ngoài này hết, mình sẽ không giảm mới. Tại sao mà mình không giảm ở đây luôn mà mình lại chừa 1 mũi ca ở ngoài? Để mình khi mà mình khâu ráp nó dễ hơn. Cái mũi ca ở ngoài là cái mũi chừng nữa. Sau khi mình đan xong phần thân trước thân sau, lúc đó mình sẽ ráp lại, ráp cái phần tay tay áo với cái thân áo lại. Hàng 86 các bạn đan cho mình mũi xuống hết. Bắt đầu hàng 87 mình sẽ giảm tiếp tục như cái hàng 85. Đó chính là mình sẽ đan K1. Tiếp tục giảm mũi bên phải 2 mũi.
Tiếp theo thì các bạn đang cho mình 44 mũi xuống. Trên kim hiện tại còn 5 mũi, mình sẽ giảm mũi chập trái như cái hàng 85 vừa rồi. Đang tiếp K1. Hàng 88 mình, tất cả những cái hàng chẵn mình chỉ cần đang ca đang xuống thôi, còn giảm mũi thì mình chỉ giảm ở hàng lẻ mặt phải, cho nên mình sẽ không cần nói, mình sẽ không quay những cái hàng mà đang xuống hết. Tiếp tục hàng 89 mình sẽ giảm một mũi bên phải, một mũi ở bên trái. Các bạn đang tiếp cho mình K44. Sau khi trên kim còn 3 mũi thì các bạn lặp lại. Các bạn cũng giảm mũi bên trái như mình đã hướng dẫn ở hai hàng trước. Hàng 91 mình cũng sẽ giảm một mũi, tương tự như hàng 89. Các bạn đang tiếp cho mình K42. Vậy là từ từ cái hàng 92 đến hàng 132 thì các bạn cứ đang mũi xuống hết cho mình. Ở đây từ hàng đó trở đi mình sẽ không giảm mũi nữa. Tại vì ở phần nách này mình chỉ giảm 10 mũi thôi, đó chính là 4 mũi ngang 2 2 1 1. Bây giờ đã đủ 10 mũi rồi. Thì bây giờ mình sẽ đan lên cao đến cái khoảng mà được 35 cm đó, là ở hàng 132 đó. Mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn chiếc cổ áo thân sau. Sau khi mình đã đan được 132 hàng thì mình sẽ dùng dây thước đo để kiểm tra từ phần gấu lay áo lên đến này thì đã được 35 cm. Thì trước lúc trước mình đã nói với các bạn là cái thân sau á nó sẽ dài hơn thân trước 2 cm, cho nên mình đang 35 cm. Khi mình chiết cổ lên 1 cm và cái thêm 2 cm kia mình đang lên để cho cái phần thân sau này nó chồm ra thân trước. Ở đây bắt đầu hàng 133. Bắt đầu hàng 133 mình sẽ đan K16. Sau khi đan 16 mũi xong thì mình
sẽ dắt dây, các bạn giật một mũi này qua một mũi bên kim trái qua kim phải, sau đó các bạn dắt dây lên, các bạn giờ lại, rồi sau đó các bạn giờ cái dây này xuống dưới này. Vì khi mình chiết mũi ngang ở trên đây mình cứ ghi là ba ốp 14 mũi. Khi mình chiết ngang như thế này thì cái mũi này với cái mũi này nó cảm giác nó không bị tách rời ra. Bây giờ các bạn dùng kim móc mình chiết ngang 14 mũi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Như vậy là mỗi một bên mình còn 16 mũi. Bây giờ mình sẽ cho cái 16 mũi bên bên kim trái này qua kim chờ. Các bạn có thể dùng kim chờ hoặc là kim que hai đầu như mình. Rồi xong. Vậy là bây giờ mình sẽ quay lại đan cái phần vai ở bên phải. Mình vẫn đan mũi xuống. K16. Tiếp theo mình sẽ đan hàng 135 thì các bạn đan cho mình K11. Mình sẽ đan 11 mũi xuống. Như vậy là trên kia mình còn 5 mũi. Khi mà mình giảm mũi, có cái rìa này nằm ở bên trái nó tương tự như phần nắp ở dưới đây thì các bạn sẽ sử dụng cái mũi K2 TOG. Ở đây mình sẽ chập trái 2 lần. Tiếp theo mình sẽ đan K1 ở mặt trái, hàng chẵn thì mình sẽ không nói, mình sẽ ghi cái phần cái ô ở bên cạnh cái video, có nghĩa là hàng trái thì mình ghi K14 thì các bạn cứ đan xuống cho mình 14 mũi. Hàng 137 lặp lại tương tự hàng 135. Mình sẽ đan K9. Tiếp theo các bạn giảm mũi chập trái cho mình 2 mũi. Đang K1 tiếp theo. Hàng 139 mình sẽ đang K9. Trên kia mình còn lại 3 mũi. Thì mình sẽ giảm một mũi chụp trái. Như các bạn thấy đó là cái công thức của mình là giảm cổ là giảm ngang
14 mũi là mình chia làm 2 là 7 mũi cho mỗi bên. Sau đó mình sẽ giảm 2, 2, 1. Tổng số mũi của một bên cổ là 13 mũi. Như vậy là mình đã giảm xong 12 mũi. Hàng 141, đây là cái hàng giảm một mũi cuối cùng của cái phần một bên cổ. Cho nên các bạn sẽ đan thêm mình K8. Giảm mũi chọc trái. K1. Như vậy là từ hàng 42 đến hàng 44 các bạn đan cho mình mũi xuống hết. Ở trên mình có ghi công thức là K on, nghĩa là các bạn cứ đan hết, đan xuống hết 10 mũi trên kim. Khi đó các bạn kiểm tra lại, nó sẽ được từ phần da đến phần gấu sẽ được 38 cm. Mình đã đang đến hàng 44. Các bạn nhìn xem cái phần cổ mình được 3 cm. Bây giờ mình sẽ cắt len. Các bạn nhớ cắt cái chừa sợi len nó dài dài tí để nha, để lúc mà mình ráp hai cái phần vai lại với nhau á, mình sẽ dùng cái sợi dây len của cái phần thân sau. Thân trước thì các bạn cắt vừa đủ để mình giấu len thôi, không cần cắt dài quá. Bây giờ mình cắt dài dài để mình còn đan cái phần nối hai phần vai lại. Bây giờ mình sẽ dùng một cái que đan hai đầu để giữ cái phần 10 mũi của vai bên phải này. Khi mà các bạn đang nó đang mũi lên mũi xuống hoặc là xuống hết ở mặt trái mặt phải thì các bạn nhìn cái phần sợi dây ở cái ban đầu mà mình khi mà mình gầy mũi đó, nó nằm bên tay phải như vậy, là mình tính nó ở bên tay phải như vậy thì cái này là mặt phải. Tiếp theo các bạn nối dây len vào cái phần vai bên trái để mình tiếp tục chiết cái phần cổ còn lại. Ở đây được tính là cái hàng 133, cho nên các bạn đang tiếp cho mình K16. K16 ở hàng 133 và 134 luôn. Quay lại hàng 137 thì mình cũng giảm mũi tương tự như bên vai bên kia, cũng chiết hai mũi đầu tiên, nhưng mà cái phần rìa nó ở bên phải như thế này thì mình sẽ sử dụng mũi chập phải, đó chính là mũi SSK. Đầu tiên các bạn nên ăn cho mình K1, sau đó mình chập phải hai lần. Tiếp theo các bạn đan K11. Ở cái phần này mặt trái mình cũng sẽ không có quay.
Tiếp theo, hàng 137 mình cũng sẽ giảm 2 mũi chọc phải. Các bạn nhớ là sau hàng này mình sẽ không quay tiếp cái phần vai bên trái nữa, vì các bạn đã biết cái cách giảm mũi ở bên phải, cái phần rìa ở bên phải dành cho cái vai bên trái đó, cho nên mình sẽ không quay, mình sẽ ghi cái ô công thức kế bên. Các bạn dựa vào đó mà chiết thêm hai cái mũi nữa. Và cái phần da thì nó tương tự như là cái phần da bên phải vậy đó. Mình cũng đang lên 144. Đến hàng 144 thì mình ra kim.